Mình không muốn đi học, mình thèm món bánh rán quá à. Làm sao để mẹ mua cho mình đây? Đốm ơi, đến giờ dậy đi học rồi, dậy thôi nào con. Mẹ ơi, con nghỉ học được không? Sao vậy con? Con bệnh. Con đâu có sốt. Không bệnh thiệt mà, không bệnh thiệt mà, con mệt lắm. Mẹ đồng ý cho con nghỉ học ngày hôm nay, nhưng mà con chỉ nằm ở trên giường nghỉ ngơi thôi đó, không có được phá phách gì đâu. Mẹ mua bánh rán cho con được không? Được chứ, để mẹ đi chợ rồi mẹ mua cho con nha. Dạ. Khi mình bệnh, mình muốn gì mẹ cũng chiều. Ngày mai mình sẽ lại bệnh nữa. Đếm ơi, uống thuốc cho mau khỏi bệnh nè. Thuốc đắng lắm, con uống đâu. Thuốc đắng nhưng trị được bệnh, ngày mai con mới khỏe mạnh để đi học được chứ. Mình không thể cho mẹ biết mình nói dối được. Đốm của mẹ ngoan quá. Đi mà mẹ, mẹ mua cho con đi. Trời đang chuyển giông, đợi hết mưa rồi mẹ đi mua cho con được không? Không, con muốn ăn khoai nướng ngay bây giờ hả? Thôi được, mẹ sẽ đi mua cho con. Nhưng mà con không có được ra ngoài đâu nha, trời mưa to lắm đó. Dạ. Sao mẹ vẫn chưa về hả? Mẹ ơi. Nè con. Ngon quá mẹ ơi. Ngon quá. Mẹ ơi, sao mẹ không nấu ăn? Mẹ bệnh rồi, chắc là trúng mưa nên cảm. Con đợi ba về nấu gì cho con ăn nha. Con xin lỗi mẹ vì con mà mẹ bị bệnh. Con bị bệnh mà. Không, con nói với mẹ nó được nghỉ học, con không bị bệnh gì hết. Con làm mẹ buồn đó, con có biết không? Dạ, con xin lỗi mẹ, con hứa từ giờ con sẽ không nói dối nữa.